Video này mình sẽ hướng dẫn cách đi đăng kiểm, chia sẻ là hết bao nhiêu loại phí, các loại phí hết bao nhiêu tiền, cách sửa chữa để đăng kiểm được. Tiền vàng vào nộp giá khác. Em xếp hàng bằng cái trên cái gì? Em chưa được nghe nữa. Nhưng mà cái phần sau á, nói mày chỉnh lại cho em. Và em chỉnh bên này rồi đấy. Em biết. Như vậy là được rồi hả anh? Được. Mình chạy về mình chỉnh, mình làm xe cho nó ok rồi lên hết lại nhé. Đăng kiểm cho em xe này hết 33.474.000. Bây giờ thì mình sẽ lên đăng kiểm lại cho em nó, chờ đến cuối để xem thử có còn bị yêu cầu là làm cái gì thêm nữa hay không nhé. Nếu như mà không có yêu cầu gì thì mình đã về lại đúng chuẩn của form 207 rồi nè. Ok, let's go. Ok, bắt đầu vào đăng kiểm lại thôi. Mới sáng ra mà thấy ngồi xếp hàng đã đông rồi. Đi sớm rồi mà còn 10 người nữa mới đến lượt. Bảo hiểm không ạ? Bảo hiểm còn hạn, em gửi lại. Cái ghi số điện thoại giúp em á. Này anh, cái tờ 500 này là của anh không? Dạ đúng rồi. Anh chạy thẳng xe ra sau đợi xử lý tụi em. Ở bên ngoài đang còn xếp hàng nguyên một hàng dài luôn, tầm khoảng chục ông khám lại á. Không biết của xe của mình vào khám thì không biết có việc gì không đây. Đó. Như vậy là mình đã chờ từ sáng 7:30 cho đến giờ 11 giờ. Đó, thì mình đếm số lượng xe mới ra được là chỉ khoảng là 15 chiếc thôi, 15 chiếc quay ra quay vô, một vài chiếc mà khám lại á, khám lại lần hai, khám lại lần ba. Đó, những lỗi nhỏ nhưng mà cũng quay lại làm rất là mất thời gian của mọi người luôn. Nếu như mình nghĩ nếu như mà ở ngoài cổng ngoài kia á, có một cái bộ phận để kiểm tra lại những cái lỗi mà nhỏ, giống như là có người á, có cái lót sàn nó che cái số khung số máy xong rồi cũng không đăng kiểm được, cũng phải vào đăng kiểm lại. Rồi có người cái đèn cao quá xong rồi cũng phải ra chỉnh nhẹ lại cho thấp xuống lại xong cũng phải quay lại, thế là làm tắc nghẽn cái chỗ này. Giá như mà ở ngoài cổng kia có một người kiểm tra, ví dụ như là có cái phiếu đầy lỗi đúng không, rồi anh đi sửa đi, có cái hóa đơn về đúng không, xong có một người kiểm tra đầu ngoài xong rồi cho dán tem về luôn, như vậy thì nó nhanh, nó đỡ phải xoay vòng cả một buổi sáng. Thì vừa rồi mình vừa mới nghe loa thông báo đó là bây giờ bên trong họ chỉ khám có ba chiếc xe khám lại nữa thôi, xong rồi nghỉ trưa, đến chiều 1:30 thì mới bắt đầu nhận xe khám mới. Đó, nên là bây giờ pin cũng hết rồi nè. Sáng giờ quay cho các bạn coi hết pin luôn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài cái phòng chờ mua phiếu để mình sạc pin, xong rồi mình đi ăn trưa, xong rồi cỡ 1:30 thì mình mới quay lại đây để đăng kiểm tiếp và tiếp tục cuộc hành trình ghi hình cho các bạn coi nhé. Bây giờ là 1:00 đấy, bây giờ mình lại tiếp tục quay trở lại để đăng kiểm đấy. 1:00 chiều nhá, đăng kiểm từ sáng đến giờ chưa được đây. Sân này sau này người ta chờ đằng sau này để đến lượt đăng kiểm này, người ta chờ sau này nè. Mới gặp nhau buổi sáng thôi nhưng mà đã trở thành những gương mặt thân quen nhau rồi các bạn ạ. Vẫn là những khuôn mặt thân quen. Đấy. Chưa mở cửa đâu, đang còn ngồi chờ thôi. Buổi chiều lại tiếp tục đăng kiểm. Gọi mình rồi các bạn ơi, đến lượt mình rồi, vào thôi.
Dạ. Có đùi gì trống đây không? Dạ không ạ. Để em giữ đi, để giữ đi. Dạ. Để nghe tiếng máy xem được máy có bị lỗi gì không, là máy đọc ra lỗi hết. Nó kiểm tra động cơ, kiểm tra số máy, kiểm tra số khung. Xe bị thiếu cái khi nắp chống capo nên là mình đứng mình chống cây chống bằng cơm luôn. Đó, chiều nay thì rất là nhanh luôn, lên một phát vào luôn. Đó, không biết là có sao nữa hay không đây. Bây giờ mình sẽ vòng ra đằng trước đó để chờ kết quả ở đằng trước. Lại giúp em cái này cái. Cái đèn phanh này, kiểm tra lại giúp em nhé. Đèn phanh. Đúng rồi. Hai cái đèn phía sau đó, đèn phanh. Với lại phanh sau nó bị lật, bên tài nó yếu lắm, tăng lên giúp em. Không em như mình. Phanh. Phanh tay. Phanh tay với lại cái đèn sau. Hôm qua kiểm tra đèn hết rồi mà ngon rồi mà sao giờ vẫn dính. Dạ. Phanh với đèn sau anh. Đèn phanh không sáng. Với lại đúng rồi. Với lại cái phanh tay, với lại cái phanh tay nữa. Ông đòi cái gì nữa, tôi bảo là đèn phanh không sáng thì có đèn sau, đèn sau. Quên mất. Ghê. Rồi. Lắp lộn này. Lắp lộn đèn phanh lên nghe. Quế. Hai bên. Hai bên. Đèn phanh. Đủ. Đủ. Đèn xe. Đẹp luôn. Cái đèn này rất là quan trọng khi vừa đi đăng kiểm. Quá. Rồi. Rồi đó. Làm gì vậy? Quay cái gì vậy? Cái này nhìn thú vị. Tại nhiều người thì họ chưa đi đăng kiểm bao giờ, họ thích coi. Quay gì đâu? Cháu quay vlog cá nhân. Quay cái này đâu, tại vì tôi mới xem đấy. Quay cái thằng ở đăng kiểm kìa. Vậy ra là TV, vậy ra kia là TV nó mất kìa. Bạn bên nào mày? Bạn bên phụ. Bên phụ là bên đâu? Bên phụ là bên thằng Hướng á. Dưới cái kênh, dưới cái kênh. Xong rồi anh. Rồi, cảm ơn anh. Ok. Tiếp tục quá trình đăng kiểm.
Ừ, cho đó, gọi số rồi mới luôn nha. Dạ. À, lại tiếp tục chờ thêm một tiếng nữa rồi các bạn ạ. Bây giờ vẫn là 3 giờ kém rồi. À, nhưng mà vẫn còn chưa được vào khám lại nữa. À, chờ đợi thật là cái đầu phải đeo vậy hả? Dạ. Đây em nói nè, cái đèn phanh thì được rồi, nhưng mà cái phanh sau á, nói bạn chỉnh lại cho em. Và em chỉnh bên này rồi đấy. Em biết. Chưa được. Để chỉnh lại cho. Dạ anh chỉnh đi. Anh lên lên cho em nha. Xanh là của bánh bên tài nha. Dạ. Yeah. Nó bó nó giật lên tới 400, 500 rồi đó, 600 rồi. Bây giờ anh làm phanh cho anh xem nha. Đó, lên 40%. Nó lên tới 50% lận. Đó, nó như vậy đó. Cái kim bó cái bánh bên tài nó bó hơn bên phụ, nhưng mà nó ăn hết là nó không ăn bằng bên phụ. Bên tài á nó không ăn bằng bên phụ đó, nó bị 50% đó. Đó là nằm nó bị nó lép sớm đó, bên phụ lép sớm đó, nó bị bắn của nó. Em chỉnh bên này rồi mày. Chỉnh thì, chỉnh thì đâu phải là chỉnh là được liền đâu. Nghe lại cho anh xem cái trục một luôn. Trục một cái xanh biển là nó đều á, cho anh xem. Có xem trục một không? Không xem không, cho anh xem luôn, anh thỏa mãn rồi. Rồi chạy qua chỉnh đi, chạy qua làm lại cái phanh hai đi. Là cái phanh bên nào anh? Nói chung là cái phanh sau của anh là nó bó. Bánh nào, bánh nào? Bánh bên tài đây nè, yếu. Bánh bên tài yếu. Em đi rõ ra. Phanh hai lần hai, bên hai bó lệch, bên tài yếu. À mình thấy rồi, nãy cái bác đó, bác cái chỉnh lên bó quá, nó đang bị bó bên phụ mà bên tài yếu, nên giờ phải chỉnh lại. Bác cái chỉnh rồi nhưng mà chỉnh chưa được các bạn ạ, nên bây giờ lại phải thêm một vòng nữa, lần thứ ba. Ôi giời ơi, nó mệt, đăng kiểm nó mệt mỏi, đối với xe cũ thật sự mệt. Lại gặp lại nhau. Bị bó, một bên bó một bên yếu. Khám lại lần 3. Ôi ôi, mệt cực kỳ luôn. Anh ấy còn đòi để cho mình đến cuối ngày mới khám nữa kìa. Dạ? 207 anh. Dạ. Em mới đầu vô là bị cái phanh, xong rồi ra làm một lần, làm xong rồi phanh nó còn bị nặng hơn nữa. Xong ra sửa lại tiếp, xong giờ vào tiếp, giờ vào lần 3 rồi. Đây lần 2, lấy khí thải đó rồi. Dạ. Yeah. Vào sẽ làm thế nào. Dạ. Yeah. Như vậy là được rồi hả anh? Được. Xe ra ngoài đi, mình chạy về mình chỉnh, mình làm xe cho nó ok, đường lên thắt lại nhá. Ý là bây giờ sửa gì anh? Thì phanh của anh á. Giờ về sửa hai phanh sau. Ừ. Bây giờ anh cũng thấy cái phanh cục bộ của anh như thế nào anh thấy rồi. Như vậy là ngày hôm nay mình đăng kiểm thất bại rồi các bạn ơi.
Nguyên nhân là hệ thống phanh của hai bánh sau chưa đạt yêu cầu. Nó thậm chí là mình đã sửa hai lần rồi mà cũng không được, đăng kiểm hết ba lần. Như vậy là ngày hôm nay nó đang bị bó kìa. Nó đang bị bó phanh sau kìa. Đúng không? Phanh sau nó bị bó. Mấy bác ở trong chỗ sửa thì bảo là nó không bị gì hết. Còn ra máy đo thì bảo là chưa đạt yêu cầu. Và mình chạy bây giờ mình cũng có cảm giác là nó bị bó thắng luôn. Đó. Đó, nó đang bó thắng kìa. Không bỏ cuộc các bạn ạ, bây giờ mới là 3:30 thôi. Nên là mình sẽ cố gắng tranh thủ để mình sửa cho nó xong luôn. Để mình đăng kiểm trong chiều nay cho nó xong. Quyết tâm bằng mọi giá trong chiều nay phải đăng kiểm cho nó xong cho bằng được thì thôi. Bây giờ mình sẽ về nó cho thợ của mình nó nâng lên để mà sửa thắng luôn. Sau đó nếu mà nhanh kịp thời gian thì mình sẽ chạy lên đăng kiểm lại. Sửa thắng 2 lần không được, vào đăng kiểm 3 lần không được, phải chạy về. Nóng luôn á, nóng hổi luôn á. Nóng lắm. Đang bó nóng luôn á. Đó, thảo con heo này, thảo con ốc này. Thảo ốc phải ra. Nguyên nhân gây bó thắng là thắng không đều ở hai bên bánh sau. Đó là cái con heo này. Đó, heo thắng bánh sau. Bụi mù mịt luôn nhưng mà vẫn phải quay cho các bạn coi. Đấy các bạn, thấy chuyến đi này mình bỏ rất là nhiều công sức, rất là vất vả. Thế nên là các bạn yêu thích các video về sửa chữa trong trang của mình, làm được của mình thì để lại một like chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo khi mà mình lên sóng video mới nha. Ok, đã xong. Thì bây giờ 5:08 mình lại tiếp tục lên đăng kiểm thêm lần nữa. Xem thử 5 giờ rồi trên nó có còn đăng kiểm nữa hay không. Nghỉ hết trơn rồi các bạn ơi. Vậy là mình bao nhiêu cố gắng của mình vẫn không thể nào đăng kiểm được trong kịp trong ngày hôm nay rồi. Thôi không sao, để sáng mai vậy. Nghỉ hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Mình đi kiểm định và bây giờ mình lại tiếp tục cho xe vào để khám đăng kiểm lần thứ 4. Anh ơi, cái xe của em hư phanh luôn nữa, em thay luôn rồi. Sáng thứ 2 thì vẫn đông như mọi khi, mình đến từ lúc 8:00 này mà có 1 giây 6 xe. 1 giây 6 xe đang chờ để được vào. Với lại 1 giây bên này có khoảng 8 xe đó đang chờ để được vào nữa. Mình đã chờ 1 tiếng đồng hồ rồi. Đó, mình thấy 2 giây đã vào, có mấy xe còn vào xếp hàng sau mình nữa. Mà vào trước mình rồi. Còn bây giờ mình vẫn còn đang ngồi chờ mà chưa thấy gọi tên nữa, nên là bây giờ mình phải chạy vào hỏi xem thử lý do làm sao. Hay là có gì lạc mất phiếu của mình rồi hay không mà sao chưa đến lượt của mình vậy. Anh ơi cho em hỏi, em có cái xe nộp phiếu từ sáng chưa đến lượt phiếu này này.
Em được lấy xe này nó. Dạ. Để xe này người ta đăng ký không lại đi. Làm lên phòng đăng ký phía trước đó, có người ta đăng ký không lại. Như vậy là xe vào ngày nào là nộp phí đăng kiểm ngày đó. Đó nên là phí đăng kiểm khám lại 150.000. Mình mới đóng rồi, bây giờ vào mới nộp phiếu lại này, lại mất thời gian tiếp rồi. Anh ơi, em đóng tiền rồi nè, đóng tiền khám lại rồi nè. Rồi tới khi nào hồ sơ ra thì em mang vào. Em mua ra, em mua cho anh vào. Bỏ thêm tờ ở ngoài đó, chứ em mặc rồi. Rất là đông các bác tài đang ngồi chờ. Thì bên trung tâm họ có yêu cầu là các bác tài trong thời gian chờ đọc tên để vào đăng kiểm thì ở ngoài này cho xe qua bên gara đó để kiểm tra vệ sinh số khung số máy và kiểm tra lại hệ thống đèn trước đèn sau trước khi vào khám. Xếp hàng từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ 20 thì bây giờ mình mới được vào trong để khám. Đấy, không biết thì lần này có xong xuôi hay không đây, hay lại ra thêm một cái dây sớ gì nữa, chắc mình quạo luôn á. Hôm nay thứ hai mà đông lắm, sáng mình lên thì có khoảng 12 xe thôi. Nhưng mà bây giờ đến 10 giờ thì đông kín hết cả bãi rồi. Bên này tầm mười mấy xe. Bên này tầm mười mấy xe nữa nè. Qua ngày là phải khám lại từ đầu hết luôn. Dạ, xong rồi anh. Cuối cùng thì cũng xong. Mừng quá các bạn ơi. Ra ngoài chờ. Dạ. Còn cái đây. Bây giờ vào nộp phí. Ok, phí đường bộ 1 năm 1.621.000. Như vậy là mình đã đăng kiểm xong cho em nó. Và các khoản phí mình đã chi để mà đăng kiểm cho em nó như sau. Đầu tiên là về rin từ form 2014 về form 207 hết 30 triệu. Đó, tiếp theo là lên khám đăng kiểm lần 1 hết 340.000. Và sau đó là ra sửa hai cái thắng với lại chỉnh lại cái đèn. Mà sửa hai cái thắng không được nhưng mà vẫn mất 160.000. Đó, sau đó về sửa cái thay luôn hai con heo đi ở tháng sau luôn. Đây là hết 1.2 triệu. Đó, sau đó là mình lên khám lại thì nộp phí 150.000. Và cuối cùng là đóng phí đường bộ hết 1.621.000. Như vậy là tổng số tiền để mình bỏ ra để đăng kiểm cho em xe này là hết 33.474.000. Và mình đã đăng kiểm xong xuôi cho em nó. Thì bây giờ mình xin mời các bạn cùng theo dõi xem thử tổng quan. Đó, cái form 214 nó khác với lại cái form 207 trước và sau khi đăng kiểm nó như thế nào nhé. Cho chiếc xe của mình chưa? Và lần mà đăng kiểm mất nhiều tiền nhất của các bạn là bao nhiêu tiền và hết bao nhiêu thời gian? Xin mời mọi người cùng chia sẻ ở dưới phần bình luận nha. Ok các bạn, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay, hữu ích thì cho mình xin một like, một share, đặc biệt là ấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo khi mà mình lên 6 video mới. Hoàng Long xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.